xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Tư ngày 14 tháng 8 năm 2024, chương trình có các nội dung nào đáng chú ý, chúng tôi sẽ điểm qua ngay sau đây. Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu 9 giai đoạn 2019-2024. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát động phong trào thi đua hoàn thành dự án đường ống dẫn khí Đô Bê Ồn Mồn. Thêm 5 mỏ cát phục vụ cho cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Cần Thơ - Cà Mau. Hàng trăm cư dân ở khu dân cư 91B bức xúc vì giá thuê căn hộ liên tục tăng cao, trong khi nhiều căn xuống cấp lại chậm sửa chữa. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Dự hội nghị ở điểm cầu thành phố Cần Thơ có ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ. Tính đến ngày 31 tháng 7, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội cả nước đạt trên 373.000 tỷ đồng, tăng trên 238.300 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với khi mới bắt đầu thực hiện chỉ thị số 40. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt gần 11%. Trong 10 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp cho hơn 21 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với doanh số cho vay đạt trên 733.150 tỷ đồng. Doanh số thu nợ đạt gần 510.350 tỷ đồng, tạo nguồn vốn cho vay quay vòng đạt gần 70% doanh số cho vay. Về chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh giảm từ 0,93% trên tổng dư nợ khi mới bắt đầu thực hiện chỉ thị số 40 xuống còn 0,56% trên tổng dư nợ. Trong đó, nợ quá hạn chiếm 0,22% trên tổng dư nợ. Thực hiện tốt mục tiêu bảo toàn phát triển vốn cho nhà nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác triển khai bài bản khoa học của Ngân hàng Chính sách Xã hội và kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 40. Tín dụng chính sách xã hội đã trở thành điểm sáng đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đồng thời chỉ đạo một số nội dung cần tiếp tục thực hiện nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng an ninh, chăm lo các đối tượng yếu thế, không ai bị bỏ lại phía sau, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền trên cả nước. Hôm nay 14 tháng 8, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu giai đoạn 2019-2024. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Đại hội có sự tham gia của các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 9, cùng 400 đại biểu đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị trực thuộc quân khu, các đơn vị địa phương trên địa bàn và các điển hình tiên tiến. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Trong giai đoạn 2019-2024, phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang quân khu 9 được triển khai toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới sáng tạo, là động lực to lớn trực tiếp góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình thi đua tiêu biểu như huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, thanh niên quân khu vươn tới những đỉnh cao, hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Lực lượng vũ trang quân khu cùng cả nước chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Đặc biệt là đã thực hiện nhân rộng mô hình Tết quân dân ở tất cả 12 tỉnh thành phố và Tết quân dân trong đồng bào dân tộc Khmer ở các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ với tổng kinh phí huy động 2.198 tỷ đồng. Cũng nhờ sự quan tâm của chỉ huy đơn vị tạo mọi điều kiện cho em để mà phát huy cái sở trường của mình để tạo ra nhiều mô hình mới có tính sát thật cao để đưa vào huấn luyện diễn tập. 7 năm công tác thì em được 200 mô hình sáng kiến, thì có những mô hình nổi bật như là tên lửa hành trình, máy bay UAV, tên lửa mà UAV, máy bay ném bom dùng để mà mình huấn luyện 24/7 cho các đối tượng mà hỗ
một tương bay thấp hoặc là dùng để diễn tập các mục tiêu gia định trên không. Kết quả nổi bật của phong trào thi đua, đặc biệt nhất là trong nhiệm vụ huấn luyện diễn tập, thì đơn vị đã làm tốt công tác quán triệt các cái văn bản chỉ thị của các cấp về nhiệm vụ huấn luyện diễn tập. Trên cơ sở đó, người chỉ huy xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện sát với đặc điểm tình hình của cơ quan đơn vị. Trong 5 năm qua, đơn vị đã có 17 tập thể được Bộ Quốc phòng, quân khu công nhận là đơn vị huấn luyện giỏi, đơn vị huấn luyện thể lực giỏi. Có 11 sáng kiến, 71 cải tiến được sư đoàn công nhận và đưa vào hoạt động thực tiễn, áp dụng để nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở đơn vị. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, biểu dương đánh giá cao kết quả thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang quân khu 9 trong 5 năm qua, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm để phong trào đi vào chiều sâu, vững chắc trong thời gian tới. Tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng nhân điển hình tiên tiến, chú trọng xây dựng, thực hiện tốt các mô hình thi đua mang đậm dấu ấn và sự sáng tạo của lực lượng vũ trang quân khu 9. Với tinh thần người người thi đua, ngành ngành thi đua, càng khó khăn càng phải ra sức thi đua. Trước mắt, từ nay đến cuối năm, lực lượng vũ trang quân khu cần tổ chức tốt đợt thi đua cao điểm, tự hào truyền thống, viết tiếp tiến công, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Và các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Đại hội đã nghe một số báo cáo, tham luận điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2014-2019. Thông qua quyết tâm kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang quân khu tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống, quân dân đoàn kết, kiên cường bám trụ, tự lực tự cường, anh dũng chiến đấu, quyết tâm lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Dịp này, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã biểu dương khen thưởng tặng cờ thi đua bằng khen cho 47 tập thể và 48 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Vào cuối giờ chiều hôm qua, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Tấn Hiển đến làm việc với quận Bình Thủy và Ninh Kiều về tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7. Dự án này có tổng diện tích đất quy hoạch hơn 27 ha, trong đó cần giải phóng mặt bằng gần 7 ha, quận Ninh Kiều 1,672 ha, quận Bình Thủy 5,317 ha. Khoảng 1.110 trường hợp và 71 tổ chức ảnh hưởng bởi dự án. Trong đó, quận Ninh Kiều có 290 trường hợp và 9 tổ chức, quận Bình Thủy 820 trường hợp và 62 tổ chức. Tổng chi phí giải phóng mặt bằng là 5.556 tỷ đồng, chưa bao gồm kinh phí chưa chi trả đối với 109 trường hợp đã có quyết định phê duyệt. Nhu cầu tái định cư khoảng 300 nền, quận Ninh Kiều 80 nền, quận Bình Thủy 220 nền. Dự kiến đến tháng 12 năm 2024, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố trình phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư của hộ gia đình cá nhân đối với các trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư và tổ chức thực hiện phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt dự kiến trước ngày 1 tháng 12 năm 2024, phục vụ cho dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7. Quận Bình Thủy đang triển khai dự án khu tái định cư Long Hòa, khu 2, tổng diện tích dự kiến thu hồi đất hơn 10 ha. Quận Bình Thủy quyết tâm tháng 12 năm 2024 sẽ có đủ diện tích mặt bằng để khởi công dự án khu tái định cư. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy chỉ đạo lãnh đạo hai quận Ninh Kiều, Bình Thủy phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tập trung bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, phát động hệ thống chính trị vào cuộc, vận động tạo sự đồng thuận của người dân. Bí thư Thành ủy yêu cầu đến giữa năm 2025 phải hoàn thành công tác chi trả tiền bồi thường đối với các trường hợp đã được phê duyệt của dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7.
Như đã thông tin chiều hôm qua, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cùng Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển có cuộc họp với các đơn vị liên quan về tiến độ thực hiện dự án khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ tại huyện Vĩnh Thạnh. Theo đó, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu tất cả các ngành chức năng, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, công ty cổ phần V-Ship Cần Thơ phải cùng một lúc làm nhiều việc thì mới nhanh chóng có đất sạch giao cho nhà đầu tư thứ cấp để xây dựng nhà máy. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu các ngành chuyên môn phải báo cáo chi tiết từng phần việc để bàn hướng gỡ khó vì tiến độ dự án V-Ship Cần Thơ đã chậm rất nhiều so với kế hoạch ban đầu. Do vậy, cần điều chỉnh quy hoạch dự án, điều chỉnh thiết kế, ra lại các pháp lý liên quan đến thu hồi đất, kế hoạch sử dụng đất để tiếp tục vận động hộ dân bàn giao mặt bằng. Đối với các đơn vị thi công đường dẫn, khu tái định cư, cần tập trung tập kết vật tư, nhân lực, thiết bị và tăng thời gian để xây dựng. Cho đến nay, đã có 18 nhà đầu tư thứ cấp ký kết biên bản ghi nhớ với V-Ship với diện tích xây dựng nhà máy khoảng 100 hectare, nhưng chưa có mặt bằng để giao. Bên cạnh đó, hệ thống nhà máy xử lý nước thải công nghiệp, điện cũng chưa được triển khai. Hiện tại giờ V-Ship đang triển khai gói xử lý đất yếu và được khoảng 30%. Dự kiến là cuối năm nay em sẽ hoàn thành công tác xử lý đất yếu này. Và khoảng bắt đầu là đầu năm sau xây dựng hạ tầng và đặt mục tiêu là khoảng tháng 6 năm sau là em hoàn thiện cái hạ tầng giao thông để mà bàn giao cho khách hàng. Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố huyện Vĩnh Thạnh phải rà soát lại hết từng công đoạn thực hiện dự án, đánh giá cụ thể kết quả và những mặt chưa làm được. Phải có quyết tâm và nâng cao tinh thần trách nhiệm để đến ngày 30 tháng 4 năm 2025, dự án sẽ có nhà máy khởi công chào mừng sự kiện 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Do đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu công ty cổ phần V-Ship, đơn vị thi công các tuyến đường dẫn vào khu công nghiệp, phải có cam kết mốc thời gian hoàn thành. Máy móc thiết bị cũng như con người thì tụi em cũng đã tăng cường trong tuần vừa qua. Thì đang triển khai làm các cái hệ thống hào kỹ thuật, lắp đặt cống tròn, rồi cũng làm tăng ca đêm, có thêm một ca nữa. Rồi máy móc thiết bị cũng em cũng điều tiết tăng cường thêm lưu và máy đào. Thì cái đơn nguyên bên trái thì cam kết trong tháng 9 này, tức là từ 20 đến 30 tháng 9 sẽ thông xe kỹ thuật bên trái tuyến. Thì bây giờ tôi đề nghị là ban xã quan chỉ đạo luôn. Bây giờ là sở giao thông, sở xây dựng, sở có đầu tư, thì hai sở chuyên ngành cử hai đồng chí lãnh đạo sở với nhóm anh em cán bộ xuống đây cùng với huyện làm cái phần điều chỉnh này. Yêu cầu đơn vị thi công đưa đường công cụ, đưa đường máy móc vô, đưa vật tư vô. Trong thời gian này đơn vị là thi công á, các ông chí đốc thúc thêm này, cho bơm cát bổ sung đi, chứa sẵn ở vị trí đất còn lại, sau đó ủi qua cái cát đất san lấp mà nó mới mất thời gian, còn cái ủi máy ủi nhanh chứ có gì đâu. Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng yêu cầu ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cử lãnh đạo ban và các cán bộ xuống tăng cường hỗ trợ cho công ty cổ phần V-Ship Cần Thơ và huyện Vĩnh Thạnh, phối hợp với các sở ngành để tháo gỡ những nút thắt để sớm có nhà máy được khởi công. Hôm nay 14 tháng 8, tại thành phố Cần Thơ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam tổ chức phát động thi đua xây dựng đường ống khí Lô B Ô Môn và trao quà an sinh xã hội cho người dân thành phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ ông Nguyễn Trung Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố ông Dương Tấn Hiển, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang Lê Thanh Việt, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ông Trần Bình Minh cùng tham dự. Chuỗi dự án khí điện Lô B Ô Môn kết nối từ thượng nguồn đến hạ nguồn, bao gồm dự án phát triển mỏ Lô B, dự án đường ống Lô B Ô Môn và 4 nhà máy điện khí Ô Môn 1, 2, 3 và 4. Đây là chuỗi dự án có quy mô đầu tư lớn, riêng khu vực thượng nguồn đầu tư gần 12 tỷ đô la Mỹ. Sản lượng khai thác khí dự kiến đạt 5 tỷ 060 triệu mét khối một năm. Dự án đường ống dẫn khí Lô B Ô Môn dài 102 km đi qua địa bàn tỉnh Cà Mau, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ đang được triển khai đồng bộ ở tất cả các hợp phần. Cùng với việc đẩy mạnh và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác an sinh xã hội luôn được Tập đoàn Dầu khí coi trọng.
Hàng năm, Petro Việt Nam duy trì kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội hàng trăm tỷ đồng, góp phần hỗ trợ những vùng quê nghèo, mang lại hạnh phúc cho nhiều hoàn cảnh khó khăn, góp phần ổn định kinh tế xã hội của nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt đối với các địa phương nơi có các dự án của Petro Việt Nam. Tại sự kiện này, Petro Việt Nam trao 1 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết tại thành phố Cần Thơ, 5 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết tại tỉnh Kiên Giang, đồng thời trao các phần quà tri ân đến các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách tại địa phương. Nhân sự kiện này, công ty điều hành đường ống Tây Nam và Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam trao 150 triệu đồng để đồng hành cùng thành đoàn thành phố Cần Thơ trong việc triển khai chương trình Triệu cây xanh vì một Việt Nam xanh. Sáng nay, Ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ giám sát công tác tổ chức phát triển thực hiện quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 trên địa bàn quận Bình Thủy. Quận Bình Thủy đang quản lý quy hoạch xây dựng theo 23 đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500. Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy đã rà soát và đề nghị Sở Xây dựng kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét bãi bỏ 6 đồ án quy hoạch phân khu chi tiết tỷ lệ 1/2000. Ủy ban Nhân dân quận bãi bỏ 2 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Trong quá trình triển khai thực hiện đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000, quận Bình Thủy đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cập nhật điều chỉnh tuyến đối với dự án đường vành đai phía Tây, dự án xây dựng và nâng cấp mở rộng đường tỉnh 917, dự án đường tỉnh 918 cho phù hợp với đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000, quận Bình Thủy. Rà soát tọa độ giữa bản đồ địa chính, bản đồ kế hoạch sử dụng đất với bản đồ quy hoạch phân khu cho phù hợp với hiện trạng, xem xét điều chỉnh phạm vi đất cơ quan trên đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000, quận Bình Thủy, đúng theo hiện trạng sử dụng thực tế của các trụ sở cơ quan đang quản lý sử dụng. Ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy rà soát kỹ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 kết hợp với quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 để phù hợp với quy hoạch trong thời gian tới. Tăng cường công tác phối hợp với các sở ban ngành thành phố và các đơn vị liên quan rà soát cho thống nhất với đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000. Thưa quý vị, xác định phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Những năm qua, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp hệ thống đường giao thông. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là đòi hỏi bức thiết của thực tiễn. Do vậy, những năm qua, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp hệ thống giao thông. Cầu Rạch Cái Ngãi vừa được nâng cấp mở rộng, không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của bà con, mà còn phục vụ tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa, giao thương của bà con. Cầu đưa vào sử dụng là niềm vui lớn đối với người dân Trung Kiên. Là được cái cầu này để cho bà con đi lại dễ dàng như gì đó là bà con rất phấn khởi và rất mừng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Trung Kiên đã xây dựng 10 cây cầu, mở rộng xây mới 8 tuyến đường giao thông khác. Những công trình này không chỉ kết nối giao thông mà còn góp phần giúp bà con đi lại thuận tiện, con em đến trường đỡ vất vả, mà điều quan trọng là mở ra định hướng phát triển kinh tế cho địa phương. Trước đây tuyến đường này là nó nhỏ hẹp, nó có 2 thước 5, thì nó bị sụp lún cũng như là nó ổ gà đó, đi lại rất là khó khăn. Thì được chính quyền địa phương cũng như là đảng nhà nước quan tâm để mở rộng và để hỗ trợ để làm cái tuyến đường này. Người dân ở đây là cũng rất là phấn khởi để tạo được sự điều kiện để cho con em đi học cũng như là phát triển kinh tế địa phương. Qua 4 năm thực hiện cái nghị quyết thì đến giờ này chúng tôi tập trung phát triển các cái tuyến đường giao thông. Từ tuyến đường 2m chúng tôi mở rộng lên 4m, có những cái đường 4m5 để cho người dân được cái giao thương hàng hóa, thúc đẩy cái phát triển kinh tế ở địa phương. Cụ thể là những cái tuyến đường gạch Chà Cui, rồi tuyến đường mở rộng đường Nguyễn Trọng Quyền, rồi các cây cầu cũng được bê tông hóa và mở rộng đáp ứng cái việc đi lại của người dân, góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Ngoài ra, địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế, khuyến khích hội viên, đoàn viên phát huy truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, khai thác những tiềm năng thế mạnh của địa phương. Đối với các cái
thanh niên, phụ nữ nông dân mà có các cái ý tưởng sáng tạo trong cái phát triển kinh tế thì chính quyền cũng tích cực là hỗ trợ bằng cách là giới thiệu vay vốn từ ngân hàng chính sách với cái vốn là lãi suất ưu đãi, chẳng hạn như là quỹ phát triển du lịch, quỹ hỗ trợ nông dân. Còn với thanh niên thì giới thiệu tiếp cận các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật. Những giải pháp thiết thực cùng tinh thần đổi mới phát huy vai trò chủ thể của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trong tham gia phát triển kinh tế đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi gia đình, chung sức cùng đảng bộ và nhân dân Trung Kiên thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Chúng tôi sẽ được tiếp tục chương trình. Sáng nay, Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ lần thứ tư năm 2024 tổ chức họp công tác chuẩn bị đại hội. Tham dự có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, thành viên ban chỉ đạo cùng tham dự. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ lần thứ tư năm 2024 dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 8 năm 2024 tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ. Đại hội có 237 đại biểu chính thức, trong đó 14 đại biểu đương nhiên, 39 đại biểu đại diện các cơ quan có cán bộ công chức viên chức và tổ chức có nhân sự là người dân tộc thiểu số, 96 đại biểu khách mời. Theo báo cáo, đến thời điểm này, các công tác chuẩn bị đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ tư năm 2024 đã cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ, gồm đại biểu tham dự, văn kiện đại hội, công tác tuyên truyền, văn nghệ, thi đua khen thưởng, hậu cần, an ninh, bảo vệ, quà tặng, bài tham luận, thành phần đoàn chủ tịch nhân dân. Tại buổi họp, các đại biểu thống nhất về nội dung chuẩn bị đại hội, kịch bản chương trình. Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị phân loại nhóm danh sách khách mời cho phù hợp, tiếp tục hoàn chỉnh các bài tham luận, sắp xếp các tiết mục văn nghệ cho phù hợp nhân dân. Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban chỉ đạo, đề nghị ban chỉ đạo đại hội tiếp tục nghiên cứu khẩu hiệu tuyên truyền, kịch bản chương trình văn nghệ thiết kế cho phù hợp, chú trọng cảnh quan môi trường, xây dựng kế hoạch để đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra đại hội. Ngành y tế chuẩn bị quan tâm đến vấn đề sức khỏe của đại biểu tham dự đại hội, cập nhật lại danh sách đại biểu khách mời tham dự đại hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa xác định thêm 5 mỏ cát sông cung ứng cho cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau và dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại thì Vĩnh Long đã và dự kiến hỗ trợ 17 mỏ cát cho hai dự án giao thông trọng điểm theo chỉ đạo của chính phủ. Các mỏ này gồm Dàm Dũng Liêm 1A trữ lượng khoảng 300.000 mét khối, Dàm Dũng Liêm 2 trữ lượng khoảng 600.000 mét khối, Dàm Dũng Liêm 3 trữ lượng khoảng 1.100.000 mét khối, Phú Thành 2 trữ lượng khoảng 200.000 mét khối và mỏ Tân Bình 1 trữ lượng khoảng 800.000 mét khối. Trước đó, tỉnh Vĩnh Long cũng đã khảo sát trữ lượng 9 mỏ cát dự kiến bố trí phục vụ cho hai dự án nói trên với tổng trữ lượng khoảng 4.500.000 mét khối cát. Hồi tháng 2/2024, tỉnh này cũng đã bàn giao 3 mỏ cát với tổng trữ lượng khoảng 2.400.000 mét khối cho các nhà thầu thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Hiện các mỏ đang được các nhà thầu tập trung khai thác. Thưa quý vị, hàng trăm cư dân tại khu dân cư 91B thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vô cùng bức xúc khi giá thuê căn hộ liên tục tăng cao. Giá thì tăng đều đặn, trong khi tình trạng các căn hộ xuống cấp chậm được khắc phục sửa chữa. Người dân cho rằng nỗi khổ của họ chưa được đơn vị quản lý chung cư quan tâm. Ông Phùng Giang Phan cùng hàng trăm hộ dân khu chung cư 91B bị sốc khi đầu năm đến nay giá thuê căn hộ chung cư bất ngờ tăng đến 2 lần. Nếu như hồi đầu năm gia đình ông chỉ đóng khoảng 1.400.000 đồng thì đến tháng 7 tăng lên 2 triệu đồng. Việc tăng giá diễn ra theo hình thức áp đặt. Ban quản lý chung cư không hề họp hay thông báo đến người thuê. Hầu như chúng tôi động lương hưu, hưu thì tăng có 15%, mà khi đó thì tăng ở đây là 30%, bất hợp lý lần đó. Giá thuê chung cư liên tục tăng, nhưng dịch vụ bảo trì thì kém. Người dân cho biết phần lớn các căn hộ đều bị thấm, dột, trần nhà bong tróc từng mảng lớn. Bà con nhiều lần đề nghị nhưng vẫn không được khắc phục. Sửa chữa cho ta thì ta khỏi lo. Lần này không có gì hết, từ ngày mà giao cho sở dự là chứ khoát không có gì hết.
Theo Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, việc tăng giá cho thuê chung cư là đúng quy định pháp luật và có sự hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Từ năm 2023 đã có cái mức lương là tăng mức lương cơ sở. Và tháng 7 này thì có mức tăng lương cơ sở lần thứ 2. Tháng 2 năm 2024 mà chúng tôi thu theo cái giá tăng thêm thì thật sự là cũng đã trễ. Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cũng thông tin thêm, trong quá trình khai thác, chung cư 91B chỉ được sửa chữa nhỏ nên đã xuống cấp. Để cải tạo tổng thể, cần phải triển khai đồng bộ. Hiện đơn vị đang tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố có kế hoạch sửa chữa chung cư này. Cải tạo sửa chữa lại theo từng lốc của chung cư, hoặc là chúng ta sẽ có những cái phương án xã hội hóa liên quan đến vấn đề này. Thì tuy nhiên ở đây cũng phải cần có cái sự là thấu đáo và thận trọng trên cơ sở lợi ích của các bên và khả thi. Chung cư 91B hiện có khoảng 450 căn hộ được đưa vào sử dụng từ năm 2005. Hiện tại, nhiều hợp phần đã xuống cấp nghiêm trọng. Người dân cho rằng họ thực hiện nghĩa vụ đóng tiền hàng tháng thì phải được quyền hưởng dịch vụ tương xứng. Tuy nhiên, 19 năm qua, gần như đơn vị quản lý đã phớt lờ, bỏ mặc khách hàng, hứng chịu những khó khăn bất tiện khi nhà ở xuống cấp, không được bảo trì phù hợp. Trưa nay 14 tháng 8, khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ cấp cứu thành công một ca bị ngộ độc thuốc tây. Bệnh nhân là một bé gái 13 tuổi cư ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, nhập viện cấp cứu lúc 12 giờ trưa ngày 14 tháng 8 trong tình trạng đau đầu dữ dội và nôn ói. Người nhà cho biết, trong buổi sáng khi đi chợ về, bé gái nói bé đau đầu quá nên uống một lần 7 viên thuốc paracetamol. Gia đình đã đưa bé đến hai bệnh viện ở địa phương và được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé gái bị ngộ độc thuốc paracetamol do uống quá liều, đồng thời tiến hành cấp cứu rửa dạ dày cho uống than hoạt tính giải độc. Hiện tại, bé đã qua cơn nguy hiểm, đang được các bác sĩ theo dõi sức khỏe tại khoa cấp cứu của bệnh viện. Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận và điều trị nội trú cho 52 ca ngộ độc, trong đó có 43 ca ngộ độc thuốc tây và dược phẩm, số ca còn lại ngộ độc hóa chất và thuốc trừ sâu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự 18:30 tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.